Xin chào anh em, hôm nay bonsai vì anh tiếp tục lên sóng với một cái cây hải châu mấy anh em. Đấy, cây hải châu cây này khá hay nè mấy anh em. Đấy, cây này là khá hay, quay mấy anh em xem cho vui rồi. Cây này là đang có hoa, lúc trước là có trái rồi giờ có hoa, hoa trái mấy anh em. Nhà mình nhìn thấy không? Cây hải châu trực lắc nè, tay chỉ cốt dè cành luôn, bài cốt rất lớn rất khủng rất bự mấy anh em. Dàn xương ở đây, dàn xương nhìn này, mình thấy không? Dàn xương thấy không? Xương khá đẹp mấy anh em. Đấy. Tôi cần liên hệ về Zalo 0932411987 nha. Mày về cốt đấy cho mấy anh em xem. Cốt lắc lượng nè. Cốt lắc lượng nè. À, cốt. Cốt xanh sống hết nhà không có cái gì mà để bài khay. Lắc lượng. Đó. Trực lắc mấy anh em ơi. Tây chi này ta nuôi dê, ta quấn xẻ thép bao nhiêu lần rồi nè mấy anh em thấy không? Đây quấn dệt xẻ thép nhiều lần rồi. Cái này hay mấy anh em. Đấy. Nếu mà anh em nào thích vằn nhân thì cao hơn nữa nha. Còn anh em nào thích đỡ bàn thì chơi qua đây. Thích thì gọi quan nhân cũng được, mà thích thì trực lắc cũng được thôi. Chung rất rất nghệ thuật anh em. Tay dâm mà nó về hết rồi. Không phải dâm đơn giản nữa mấy anh. Tay dâm về hết chứ không phải tay dâm mà là thường nha. Cốt mình ôm hết nè, cốt ôm hết. Cái tác phẩm hải châu khá là đẹp. Thiệt ra cái dàn xương này là bên mình là người ta chơi kiểu theo tàn dơi như tán rơi nè mấy nè. Tán rơi các cái kiểu tán rơi là người ta cắt hết mấy cái đây hay. Giờ mình nuôi lại thôi, chứ cái bộ xương của nó là đủ hết rồi. Quan trọng là cái đấy. Cam kết với mấy anh em là hàng trái lớn nha. Trái lớn, chùm trái lớn. Cốt giờ mấy anh em thấy nuôi một cái bộ cốt rất là lâu. Đây, bộ cốt đây. Cốt rất lâu mấy anh em, nuôi bộ cốt này là cực kỳ lâu luôn. Về thì anh em thích thì sẽ tiếp thôi. Cốt cực lâu nha. Hay. Cốt cực lâu. Ép chậu gốm. Chậu gốm. Gốm 3 3 35. Nên mình xem. Nhưng mà cần inbox và Zalo giùm em 0932411987. Cái này đẹp mấy anh em ơi. Cái này đó. Đẹp nhất mặt đây nè mấy anh em. Nhìn mặt đây hay mấy anh em ạ. Rất hay mấy anh em.